Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà một món salad rất là dễ ăn, dễ làm luôn. Đó là salad trái cây. Trong đó em sử dụng trái thanh long là nguyên liệu chủ yếu. Rồi, trong salad trái cây của em có vài hạt bắp, vài hạt bắp nè, một ít bắp cải tím, một ít rau húng lủi, một ít quả cà chua sô-cô-la, một ít cà rốt và củ cải trắng ngâm giấm, một ít rau salad, một ít tôm khô, hoặc là mình không dùng tôm khô thì mình dùng ba rọi xăm khối cũng được, một quả dưa leo, mình sẽ trang trí nửa quả, còn nửa quả mình dùng. Và em dùng nước sốt hôm nay là sốt Richon của Anh. Rồi, cả nhà cùng vào bếp với em nha. Rồi, salad mình sẽ cắt nhuyễn, cắt vừa thôi, cắt khoảng chừng 2 cm. Đây là phần salad mình cắt xong mình để sang một bên ha. Đây mình để sang một bên. Cà chua sô cô la thì mình cắt làm đôi. Quả nào to thì mình cắt làm đôi, quả nào bé thì thôi. Mấy quả nào to to thì mình cắt làm đôi để chút xíu mình trộn cho nó thấm gia vị. Rồi phần dưa leo em sẽ dùng nửa quả để em trang trí, nửa quả mình sẽ cắt sợi. Cắt sợi vừa vừa nè, cả nhà có thể lấy ruột bỏ đi để cho nó đựng ra nước, hoặc là mình để ruột luôn cũng được. Vì mình trộn xong mình ăn liền cho nên mình để ruột cũng được, không có sao cả. Đây là phần dưa leo ăn và cùng chung với salad thì nó sẽ giòn và mát, nó có nhiều nước. Rồi, nửa còn lại thì mình sẽ cắt hoa quả, cắt trang trí ha. Rồi cả nhà muốn trang trí sau cũng được hết. Mỏng. Nhà ơi, bây giờ mình trộn salad nha. Rồi mình cho một ít rau salad nè, một ít tôm khô, một ít bắp luộc, bắp Mỹ luộc á. Thanh long mình cho vào sau cùng tại vì mình cho cùng nó sẽ bị dập. Sau đó mình cho một chút dưa leo, rồi một ít cà rốt này để trang trí đi, cà chua bi, phần rau thơm mình để xíu mình trang trí ở trên. Phần thanh long mình sẽ cho vào sau cùng. Rồi một chút xíu màu sắc của bắp cải tím. Rồi giờ mình trộn lên cho đều ha. Rồi mình sẽ chan nước sốt lên. Món salad này rất là nhanh. Salad cái phần nước sốt Estron này nè, nó béo và nó thơm lắm cả nhà. Rồi cho một chút xíu tiêu. Mình có củ hành tím á, thì mình cho thêm một ít củ hành tím cho nó tăng hương vị. Rồi sau đó mình trộn đều lên. Rồi cuối cùng mình cho ra dĩa. Salad này sẽ vừa nhanh. Một ít bắp cải tím.
còn cho phần thanh long ruột đỏ lên trên mặt. Để một ít rau muống lủi. Rồi rưới lên trên đây một chút xíu nước sốt. Trong nước sốt này có đầy đủ gia vị rồi, mình không cần phải thêm gì cả. Mình chỉ cần trộn vào salad là mình có thể dùng được. Rồi món salad trái cây, rau củ với nguyên liệu chính là thanh long ruột đỏ của em đã xong. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của em.